Mến chào quý vị khán giả, thưa quý vị, thời gian gần đây thì Alo Bác Sĩ nhận được rất là nhiều câu hỏi của quý vị về vấn đề là bị mất ngủ. Và đây là một trong những biểu hiện của việc là bị bệnh nội thần kinh. Và vì thế nên ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, trưởng khoa nội thần kinh tổng quát của Bệnh viện Nhân dân 115, đến đây sẽ giúp quý vị giải quyết vấn đề mất ngủ này nhé. Và cảm ơn bác sĩ đã đồng ý tham gia chương trình ngày hôm nay ạ. Chào Minh Khoe cùng với lại các khán thính giả của Alo Bác Sĩ. Dạ, thưa bác sĩ thì việc mất ngủ bắt đầu từ nguyên nhân là như thế nào ạ? Có rất là nhiều cái nguyên nhân mà nó có thể gây ra cái chứng mất ngủ cho chúng ta. Ví dụ như là khi mà chúng ta lo lắng về một cái công việc gì đó, ví dụ như là người thân mất chẳng hạn, rồi khi mà chúng ta đi tuyển dụng, đi xin việc chẳng hạn, thì lúc đó trước một cái sự việc gì đó chúng ta cũng lo lắng và nó có thể dẫn đến là mất ngủ. Ngoài ra thì có những cái bệnh lý nó cũng gây ra chúng ta mất ngủ, các cái bệnh lý như bệnh lý về nội khoa, bệnh lý về tâm thần chẳng hạn, vân vân. Thì tóm lại là người ta sẽ chia ra làm ba cái nhóm nguyên nhân chính. Đó là cái thứ nhất là mất ngủ mà do các cái bệnh lý về tâm thần. Thứ hai là các cái bệnh lý nội khoa cũng như là các cái thuốc, các cái hóa chất, các cái chất khác khi mà người ta dùng. Và cái thứ ba nữa là các cái mất ngủ mà người ta không có tìm thấy nguyên nhân thì được gọi là một cái rối loạn về giấc ngủ nguyên phát. Dạ, thưa bác sĩ, và trong những trường hợp đó thì khi mà đến bệnh viện của mình thì bác sĩ thường gặp những tình trạng nào là nhiều nhất ạ? Trong tất cả những cái trường hợp mà rối loạn về giấc ngủ thường thường đa số là các cái người lớn tuổi thì hay gặp là sau những cái bệnh lý về nội khoa. Còn ở những người trẻ là thường là do các cái vấn đề về lo lắng trong sinh hoạt hàng ngày, cũng như là các cái vấn đề về xã hội trong gia đình đều có thể là đó là cái nguyên nhân mà gây ra cho chúng ta cái rối loạn về giấc ngủ. Dạ, và thưa bác sĩ thì khi mà mất ngủ ở mức độ nào, giai đoạn nào thì bệnh nhân được chẩn đoán là đã bị rối loạn giấc ngủ ạ? Cái nhu cầu về ngủ thì ở mỗi cá thể nó đều khác nhau. Có những người thì cần 9 tới 10 tiếng một ngày để mà ngủ. Nhưng mà ngược lại có những cái người thì chỉ cần là 3 tiếng rưỡi hoặc là 4 tiếng đồng hồ ngủ là người ta đã cảm thấy là đủ rồi. Cho nên cái số lượng về một cái thời gian giấc ngủ cụ thể nào đó thì nó không có tương ứng với lại cái tình trạng mà rối loạn giấc ngủ. Quan trọng nhất đó là ở mỗi người, người ta ngủ làm sao sau một cái giấc ngủ người ta có thể là dậy và sinh hoạt bình thường, không có cảm thấy những cái vấn đề giống như là buồn bã rồi ủ rũ hay là chán nản này kia, mà sau một giấc ngủ như vậy người ta có lại một cái sinh khí để mà làm việc cũng như là sinh hoạt hàng ngày tốt, thì điều đó chứng tỏ là đã có một cái giấc ngủ tốt. Dạ, và thưa bác sĩ Vinh Quang thì bác có đề cập đến một trong những nguyên nhân mà gây ra mất ngủ, đó là lo lắng. Và một trong những tình trạng mà thường á, là tình trạng này là thường gặp ở tuổi teen, là khi mà gặp một cái vấn đề gì đó xảy ra, thường là giống như thất tình hay là giận người yêu cũng dẫn đến mất ngủ, hay là một số trường hợp khác là như là người thân mất hoặc là đến mùa thi cử thì sẽ lo lắng, cũng sẽ mất ngủ. Vậy xin hỏi bác sĩ thì đây có phải là một bệnh lý hay không ạ? Những cái trường hợp như là Minh Khuê vừa mới đề cập á, như là lo lắng trước khi mà đi thi hoặc là có người thân mất này kia vân vân, nó gây ra cho người ta mất ngủ, thì đây được gọi là một cái giai đoạn ngắn của cái tình trạng rối loạn giấc ngủ. Và một cái giai đoạn ngắn của tình trạng mất ngủ này thì thực sự là không có cần phải đến cái mức mà chúng ta phải dùng thuốc để mà điều trị cái mất ngủ này. Sau khi những cái lo lắng của chúng ta nó qua đi thì chúng ta sẽ có thể là trở lại cái giấc ngủ bình thường. Nhưng mà đôi khi một số những cái trường hợp là mất ngủ cấp tính nó là một cái biểu hiện của những cái giai đoạn về bệnh lý tâm thần chẳng hạn, thì chúng ta phải cần loại trừ những cái trường hợp này. Dạ, và thưa bác sĩ, nếu mà tình trạng này á kéo dài khoảng trong bao lâu thì chúng ta cần phải can thiệp ạ? Thực sự thì không có một cái thời gian nhất định nào đó để mà nói rằng cái người này bị mất ngủ cần phải là can thiệp. Nhưng mà người ta cho rằng nếu như trong một tuần chúng ta có 3 đêm mà chúng ta không ngủ được và cái tình trạng này kéo dài là khoảng cỡ 1 tháng trở lên thì lúc đó chúng ta nên
đi khám và điều trị cái tình trạng mất ngủ. Dạ, vậy nếu mà một người bệnh mà họ bị mất ngủ thì khi đến khoa của mình thì sẽ được thăm khám như thế nào ạ? Thì như tôi vừa đề cập ở trên, các cái nguyên nhân mà gây ra rối loạn về giấc ngủ rất là nhiều. Đặc biệt là ở những cái người mà lớn tuổi thì có các cái bệnh lý đi kèm. Còn ở những cái người trẻ thì thường hay liên quan đến những cái sinh hoạt cũng như là cái công việc của họ. Cho nên là chúng ta khám, chúng ta tìm ra các cái nguyên nhân cho bệnh nhân, thì chúng ta điều trị cái nguyên nhân thì cái tình trạng mất ngủ nó sẽ cải thiện. Đồng thời nếu như có những cái trường hợp mà bệnh nhân không có một cái nguyên nhân nào đó mà gây ra mất ngủ thì chúng ta được gọi là cái mất ngủ nguyên phát, và chúng ta sẽ có những cái phương án để mà điều trị cho bệnh nhân. Đối với những cái trường hợp bệnh nhân mà có những cái bệnh lý đi kèm á, thì chúng ta sẽ làm những cái xét nghiệm cần thiết để mà chẩn đoán cái bệnh đó. Rồi song song với điều trị bệnh chính, chúng ta có thể là dùng những cái biện pháp như là tâm lý trị liệu, hoặc là thậm chí nếu như bệnh nhân vẫn chưa ngủ được thì chúng ta sẽ có thể là kèm theo một số những cái thuốc mà an thần làm cho bệnh nhân đi vào giấc ngủ dễ hơn. Dạ, vậy nếu mà tình trạng mất ngủ kéo dài có thể có khả năng dẫn đến trầm cảm hay không ạ? Cái tình trạng mà rối loạn giấc ngủ kéo dài nó có thể dẫn đến trầm cảm hay không, thì người ta thấy rằng một số nghiên cứu nó cho thấy rằng những cái người mà bị mất ngủ thường xuyên thì cái khả năng bị trầm cảm thì rất là cao so với những cái người mà có một cái giấc ngủ bình thường. Do đó là chúng ta đề phòng những cái bệnh lý trầm cảm ở những cái người rối loạn giấc ngủ thì chúng ta nên điều trị cái giấc ngủ cho nó tốt. Nếu như ở những cái người mà đã bị trầm cảm rồi thì cái biểu hiện là rối loạn giấc ngủ nó rất là quan trọng. Người ta thấy rằng cái tỷ lệ mà những cái người bị bệnh lý trầm cảm á, thì hay bị mất ngủ, và những cái lúc mà bệnh nhân không có ngủ được, mất ngủ như vậy thì nó lại kéo dài ra cái tình trạng cái bệnh lý trầm cảm của bệnh nhân. Hoặc là những cái người đã bị trầm cảm mà người ta hồi phục được rồi, khi mà đã bị mất ngủ thì cái tình trạng trầm cảm đó nó có thể tái phát trở lại. Dạ, và nói về vấn đề mất ngủ á, thì chúng ta thường thấy là thường gặp nhiều là ở những người lớn tuổi thì thường có tình trạng là mất ngủ. Vậy xin hỏi bác sĩ là vì sao mà chúng ta càng lớn tuổi thì chúng ta càng dễ mất ngủ ạ? Thì khi cái cơ thể chúng ta nó lớn tuổi, tất cả những cái cơ quan trong cơ thể nó đều lão hóa, và trong đó là có cái hệ thần kinh của chúng ta, có những cái tế bào não của chúng ta nó bị lão hóa, thì nó sẽ ảnh hưởng tới những cái sinh hoạt, những cái giấc ngủ của chúng ta. Ngoài ra khi mà lớn tuổi như vậy sẽ có các cái bệnh lý nội khoa đi kèm, ví dụ như bệnh lý về tim mạch, ví dụ như là bệnh lý tiểu đường chẳng hạn. Đặc biệt là những cái người mà bị đau nhức xương khớp thì tất cả những cái trường hợp này nó sẽ làm cho người lớn tuổi nó sẽ khó ngủ. Và một cái nữa là khi mà bệnh nhân bị những cái bệnh lý kèm theo như vậy, người ta sẽ phải dùng thuốc, và một số thuốc nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái giấc ngủ, nó gây ra cái tình trạng là rối loạn giấc ngủ cho bệnh nhân. Và một số những cái nguyên nhân khác, người ta thấy rằng khi mà lớn tuổi như vậy, chúng ta ở trong những cái môi trường mà nó bị ô nhiễm chẳng hạn, ồn ào chẳng hạn, hoặc là những cái kích động về âm thanh ánh sáng, nó cũng gây ra cho những cái người lớn tuổi khó ngủ hơn là những người trẻ tuổi. Dạ. Và thưa bác sĩ, nói về vấn đề mất ngủ ở người lớn tuổi á, thì thường alo bác sĩ cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi từ những đứa con quan tâm đến ba mẹ mình, là về việc là nếu mà người già giấc ngủ của họ khoảng như thế nào thì sẽ được đánh giá là tốt ạ? Thì cái thời gian giấc ngủ không có tương ứng với lại cái giấc ngủ nó có tốt hay không. Mà chúng ta phải nhận định cái giấc ngủ nó được đạt chất lượng hay không dựa vào cái thứ nhất là sau khi mà bệnh nhân đi ngủ, bệnh nhân có một cái giấc ngủ sâu hay không, bệnh nhân có bị những cái rối loạn trong khi mà người ta ngủ hay không, ví dụ như là có ác mộng, hay là có thể là khi mà đang ngủ như vậy người ta đi tới đi lui á, thì tất cả những cái trường hợp đó người ta gọi là rối loạn ở trong giấc ngủ. Thì những cái người mà có một cái giấc ngủ ngon thì không có những cái biểu hiện là khó đi vào giấc ngủ, khó duy trì giấc ngủ, và sau khi mà ngủ như vậy người ta có một cái giấc ngủ ngon và người ta sẽ dậy với một cái tinh thần là sảng khoái, và sinh hoạt cái ngày hôm sau nó trở lại bình thường, thì người ta được đánh giá là cái giấc ngủ đó là giấc ngủ có chất lượng.
Dạ, và thưa bác sĩ Vinh Quang, thì có một vấn đề mà trong tình trạng mất ngủ, đó là máy đa ký giấc ngủ thì sẽ giúp nhận biết, phát hiện những bệnh gì ạ? Cái đo đa ký giấc ngủ đó là một cái phương pháp người ta dùng một cái máy khi mà được đo ở trong một cái cơ thể người khi mà ngủ, nó sẽ ghi lại các cái hoạt động của các cơ quan diễn tiến ở trong cơ thể của chúng ta như thế nào. Và sau đó các cái hoạt động này nó sẽ được truyền tín hiệu vào cái máy vi tính và nó phân tích. Kế đến nữa là bác sĩ sẽ đọc và phân tích các kết quả và cho ra một cái kết quả cho bệnh nhân. Thì cái phương pháp mà đo đa ký giấc ngủ này thường là người ta sẽ dùng trong những cái trường hợp là bệnh nhân có các cái rối loạn về giấc ngủ, như là khó ngủ, như là ngủ không được, ngủ không có sâu giấc, không có duy trì được cái giấc ngủ ngon, hoặc là có những cái chứng như là chứng ngủ, chứng chân không yên, rồi chứng khó thở khi mà ngủ. Khó thở thì có thể là khó thở do thần kinh, có thể là khó thở do các cái bệnh lý về hô hấp, hoặc là có những cái rối loạn về liên quan các cái giấc ngủ như là ác mộng chẳng hạn, thì người ta đều đo cái đa ký giấc ngủ này để mà xác định. Dạ, thưa bác sĩ, về máy đa ký giấc ngủ này thì đã có mặt ở các bệnh viện chưa, hay là chỉ có một số bệnh viện? Cái máy này thì không có được phổ biến ở tất cả các cái cơ sở y tế, cho nên là những cái bệnh viện, những cái cơ sở y tế nào mà tương đối là người ta chú ý, người ta tập trung tới cái vấn đề rối loạn giấc ngủ của bệnh nhân thì người ta mới được trang bị. Đa số các cơ sở y tế hiện nay là chưa có được trang bị cái máy này. Dạ, vì tại Bệnh viện Nhân dân 115 của mình thì bệnh nhân có được sử dụng máy này chưa? Hiện thời thì 115 thì có một số những cái phương pháp để đánh giá, nhưng mà cái máy mà để đo đa ký giấc ngủ thì hiện bây giờ thì chúng tôi thì chưa có áp dụng một cách rộng rãi. Dạ. Và thưa bác sĩ, thì nói đến một vấn đề mất ngủ thì chúng ta phải đề cập đến là phụ nữ có dự định mang thai. Thì khi mà bị mất ngủ thì phụ nữ có dự định mang thai là có nên ngừng dùng điều trị thuốc trị mất ngủ hay không ạ? Và nếu mà muốn dừng thì phải dừng trước trong thời gian bao lâu ạ? Về nguyên tắc khi mà mang thai như vậy, tất cả những cái thuốc, ngay cả dược thực phẩm chức năng, hoặc là thậm chí người ta có những cái thuốc người ta gọi là thuốc bổ, thì những cái tất cả những cái dược phẩm này người mẹ mang thai đều không có nên dùng, đặc biệt là ở trong 3 tháng đầu của thai kỳ. Do đó thuốc ngủ thì chúng ta nếu như không cần thiết phải xài thì chúng ta nên ngừng hết tất cả mọi thuốc. Dạ, còn nếu mà phụ nữ đang cho con bú thì khi mà chúng ta sử dụng thuốc điều trị mất ngủ thì có ảnh hưởng đến tuyến sữa của người mẹ hay không ạ? Khi mà người mẹ đang mang thai dùng thuốc ngủ thì nó sẽ đi vào tuần hoàn máu của người mẹ và nó sẽ chuyển hóa và nó qua cái đường sữa. Dạ. cho em bé. Thì những cái em bé mà bú những cái sữa có cái nồng độ chất an thần như vậy nó cũng sẽ ảnh hưởng đến những đứa bé. Dạ. Thưa bác sĩ, vậy nếu mà phụ nữ đang có dự định mang thai hoặc là đang cho con bú thì nếu mà họ gặp tình trạng mất ngủ thì sẽ được điều trị như thế nào ạ? Tùy thuộc vào cái bản chất của cái giấc ngủ, cái nguyên nhân của giấc ngủ, rối loạn giấc ngủ đó là cái gì và nó có tầm ảnh hưởng như thế nào đối với cái bệnh nhân, thì lúc đó bác sĩ sẽ quyết định cái phương hướng điều trị cho từng bệnh nhân cụ thể, chứ không có một cái phương cách điều trị một chung chung cho tất cả các phụ nữ mang thai. Dạ, thưa bác sĩ, có một vấn đề là nhiều bệnh nhân mình suy nghĩ là dùng thuốc nam sẽ tốt hơn là khi mà dùng thuốc tây. Cũng trong vấn đề là dùng thuốc để điều trị mất ngủ thì khi mà sử dụng thuốc bằng điều chế từ thảo dược thì họ sẽ cảm thấy an toàn hơn là thuốc điều chế từ các chất hóa học như là thuốc tây của mình, thì bác sĩ nghĩ sao về điều này ạ? Trong cái tâm lý của người dân châu Á mình nói chung và đặc biệt là ở Việt Nam nói riêng, thì chúng ta luôn có một cái tâm lý là khi mà dùng thuốc đông y, tức là thuốc nam hay là thuốc bắc, thì có cái cảm giác là nó an toàn hơn, ít cái tác dụng phụ hơn là thuốc tây. Nhưng mà thực sự những cái dược phẩm này nó cũng là một cái loại thuốc, người ta được xếp vào cái thuốc nhóm thuốc an thần, nhưng mà nó chỉ chia ra ở trong cái nhóm là nhóm thuốc đông dược hoặc là tây dược mà thôi. Cho nên là về nguyên tắc tất cả những cái hóa chất mà nó làm thành thuốc thì nó đều có thể gây ra cái tác dụng chính cũng như
nó sẽ song song đó là những cái tác dụng phụ ngoài ý muốn. Cho nên là khi mà chúng ta sử dụng bất kỳ một cái thuốc nào, ngay cả đó là dược phẩm chức năng hay là thảo dược, thì chúng ta phải rất là cẩn thận khi mà dùng. Dạ. Và có một vấn đề là nhiều người mà họ thường mất ngủ vào ban đêm thì họ sẽ thường nghĩ là mất ngủ vào ban đêm thì chúng ta ngủ bù vào bữa sau hoặc là ngủ bù vào bữa trưa, thì điều này bác sĩ nghĩ sao về điều này ạ? Các chuyên gia thì khuyên rằng nếu như chúng ta đêm nay chúng ta mất ngủ thì chúng ta coi như là thôi bỏ đi, đừng có cố gắng để mà ngủ lại ở ngày hôm sau. Bởi vì cái tình trạng nếu mà chúng ta muốn cố gắng ngủ lại vào ngày hôm sau á, nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái giấc ngủ của đêm hôm sau. Do đó là một khi mà chúng ta đã bị mất ngủ đêm hôm nay thì thôi chúng ta sẽ trở lại cái đêm ngày hôm sau, chúng ta sẽ hy vọng là chúng ta sẽ có một cái giấc ngủ ngon. Và những cái giờ buổi trưa chẳng hạn thì chúng ta cũng đừng có nên quá là ngủ bù. Và người ta khuyên rằng chúng ta chỉ nên ngủ là khoảng cỡ 15 cho đến 20 phút một buổi trưa mà thôi. Dạ. Và có một tình trạng là khi mà nhiều người đi nước ngoài bị lệch múi giờ, hoặc là họ về quê thăm quê thì khi mà múi giờ bị lệch thì thường là bị mất ngủ, lệch múi giờ là dẫn đến mất ngủ, hoặc là một số người là khi mà về quê thì họ gọi là lạ nhà nên cũng mất ngủ. Vậy thưa bác sĩ, có cách nào để điều trị cái chứng mất ngủ khi mà bị lạ nhà hoặc là lệch múi giờ như thế này không ạ? Những cái tình huống như vậy là chúng ta rất là thường gặp. Nhưng mà như Minh Khuê và quý vị biết đó, thì do cái giờ sinh học của chúng ta nó điều chỉnh theo cái chế độ ngày và đêm, theo cái giấc ngủ của chúng ta, theo cái thói quen của chúng ta, cho nên là khi chúng ta đi từ cái múi giờ này qua cái múi giờ khác thì cái giờ sinh học của chúng ta nó đã thay đổi và nó sẽ gây ra cái tình trạng là rối loạn giấc ngủ. Nhưng mà những cái điều này nó cũng sẽ được trở về cái sự ổn định của nó sau một thời gian ngắn. Và nó nếu mà có gây ra rối loạn giấc ngủ thì nó cũng chỉ là một cái giai đoạn ngắn mà thôi. Cho nên là chúng ta đừng có nên quá lo lắng về cái vấn đề này. Và cái tình trạng mà rối loạn giấc ngủ này thì trong đa số các trường hợp cũng không phải dùng đến những cái dược phẩm để mà điều trị cái rối loạn giấc ngủ. Dạ. Và thưa bác sĩ, trước khi kết thúc buổi tư vấn ngày hôm nay thì xin bác sĩ hướng dẫn cho quý vị khán giả được biết là những cách mà không dùng thuốc nhưng mà vẫn có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ ạ. Có rất là nhiều cách khi mà chúng ta bị mất ngủ mà chúng ta muốn có được một cái giấc ngủ trở lại bình thường. Thứ nhất là chúng ta phải có một cái chế độ ăn uống hợp lý. Ăn uống thì đừng có ăn nhiều những cái chất béo như là các cái thức ăn mà chiên dầu chẳng hạn, thì chúng ta nên tránh. Thứ hai nữa là chúng ta nên bổ sung một số chất như là muối, rồi canxi, hoặc là omega 3, một số những cái chất khác mà chúng ta nên được bổ sung vào trong cái thức ăn. Đó là cái tiền chất của cái serotonin, đó là cái L-tryptophan hoặc là cái melatonin. Thì trong cái thức ăn khi mà nó có những chất này thì nó sẽ điều hòa giấc ngủ của chúng ta tốt hơn. Rồi ngoài cái chế độ ăn uống, chúng ta cần có cái chế độ thể dục hợp lý, là chúng ta thường xuyên tập thể dục một ngày ít nhất là khoảng 20-30 phút vào buổi sáng cũng như là buổi chiều. Nếu có thời gian thì chúng ta nên tập vào buổi chiều. Cái thứ hai nữa là trước khi mà đi ngủ thì chúng ta không có nên là xem những cái màn hình vi tính hoặc là iPad hoặc là điện thoại nhiều. Yeah. Rồi trong cái phòng ngủ chúng ta thì chúng ta phải dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, tránh những cái kích thích về ánh sáng, tiếng động chẳng hạn. Đó thì nó sẽ giúp chúng ta là có cái giấc ngủ ngon hơn. Người ta thống kê thấy rằng là khoảng 1/3 cái dân số chúng ta sẽ bị có những cái tình huống là rối loạn giấc ngủ. Mà không phải là tất cả những người mà rối loạn giấc ngủ đều cần phải đến dùng tới thuốc ngủ. Có một số những cái biện pháp mà giúp chúng ta có được cái giấc ngủ ngon. Đó là thứ nhất là về vấn đề tâm lý, làm sao cho chúng ta thật là thoải mái, tránh những cái lo âu, những cái việc mà chúng ta sắp sửa làm. Ví dụ như là ngày mai chúng ta đi phỏng vấn chẳng hạn, hoặc là có những cái công việc gì đó nó xảy ra đến với chúng ta, thì chúng ta cũng đừng có quá mà lo lắng, nó sẽ ảnh hưởng tới cái giấc ngủ. Thứ hai nữa là người ta đề cập tới cái vấn đề là vệ sinh giấc ngủ. Tức là sao?
Tức là trước khi mà đi ngủ thì chúng ta không nên ăn quá nhiều cái thức ăn, nó làm cho cái hệ tiêu hóa của chúng ta phải gồng lên để mà tiêu hóa cái thức ăn chúng ta mới dùng. Cái thứ hai nữa là chúng ta nên đi tắm bằng nước ấm chẳng hạn. Và khi mà đi vô ngủ như vậy thì chúng ta đừng có xem tivi hay là màn hình vi tính hay là điện thoại chẳng hạn, thì chúng ta nó sẽ có cái giấc ngủ ngon hơn. Ví dụ như là chúng ta đi ngủ từ 10 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng thì chúng ta tập một cái thói quen là ngày nào chúng ta cũng sẽ đi ngủ vào đúng cái giờ đó và thức dậy đúng cái giờ đó. Dạ vâng, và rất cảm ơn là bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay ạ. Và thưa quý vị, hy vọng qua những lời khuyên của tiến sĩ bác sĩ Đinh Vinh Quang, trưởng khoa nội thần kinh tổng quát của Bệnh viện Nhân dân 115 đã giúp quý vị hiểu rõ hơn về vấn đề mất ngủ cũng như là làm thế nào để chữa bệnh mất ngủ này nhé. Và nếu quý vị có những thắc mắc thì chúng ta có thể gửi đến trang web là alobacsi.com hoặc là gửi qua fanpage Alo Bác Sĩ, hỏi bác sĩ trả lời. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình lần sau. Chào Minh Khuê cùng với lại các khán thính giả của Alo Bác Sĩ.